Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh đại chúng, thân trang nghiêm vững chãi, ngồi tướng như hoa sen, lưng thẳng, cổ thẳng, trái phải đôi bờ vai cân đối, ý thức vào tọa cụ. Sự tiếp chạm tạo ra thế ngồi vững chãi như kiềng ba chân. Cảm giác được tâm của mình đã về nhà với thân làm mồ. Ý thức được sự bình yên của không gian tĩnh lặng. Ý thức được sự tự do mà mình đang hiện hữu trong khoảnh khắc này. Mỉm một nụ cười, hít một hơi sâu vào, thả lỏng cho hơi thở tự nhiên ra. Ý thức vào gương mặt tươi mới như đóa hoa. Hít một hơi sâu vào, sự tươi mới ấy lan tỏa khắp cơ thể mình. Hơi vào tất cả dưỡng chất oxy vào tận cùng đến nơi sâu nhất, để nuôi dưỡng cơ thể vật lý lẫn tinh thần tâm linh. Một hơi ra dài khoan thai như xả bỏ tất cả những tháng khí âm tính nặng trịch nội kết ở trong lòng. 5 đến 7 hơi như vậy để cho thân này được hoan hỷ, khinh an, vì có sự chú tâm một cách tự ái của mình, như là lời tri ân lên thân đang yểm trợ mình thực tập thiền. Đôi mắt con khép nhẹ trở về nơi hiện tại. Đôi môi như nụ hoa mỉm nụ cười bình yên. Toàn đầu mình và gương mặt không có chỗ nào căng thẳng khó chịu. Từng xớ thịt trên gương mặt, xung quanh mắt, trên dưới trái phải các mí mắt dường như đã hoàn toàn vô tư. Gương mặt như hồng hào, nụ cười tự nhiên như Đức Thế Tôn ngồi vậy. Hơi sâu vào và ra, ý thức cơ thể phần dưới nâng đỡ phần trên, hai bên trái phải trước sau, không cúi không ngửa, không nghiêng không lệch, tự nhiên thả lỏng. Tay mặt đặt lên tay trái, hai ngón cái chạm nhẹ vào nhau. Hai cánh tay trái phải như hai cánh con diều hâu đậu trên cành mà thả lỏng nhẹ nhàng tự nhiên. Cảm được cái bình yên và con thấy lòng khoan khoái hoan hỉ. Con được là chính mình khi con đã buông hết những ràng buộc bên ngoài, cả lo lắng nội tâm, chỉ để hơi thở được tự nhiên ra vào, đặt tâm mình lên trước cửa mũi, ngay sáng trong vòng mũi. Đừng theo dõi hơi thở suốt chiều dài đến và đi của hơi thở như một quá trình vào cửa mũi và xuống dưới buồng phổi, mà chỉ đặt tâm của mình lên một điểm trước cửa mũi. Điểm càng nhỏ càng tốt, như một người lính canh không chạy theo hơi thở, chỉ đứng nguyên một chỗ, đứng đón khách hơi vào và khách hơi ra. Hơi vào có thể lạnh một chút, hơi ra có thể ấm một chút. Nếu tâm tế nhị có thể cảm được, nhiều lúc hơi ra bên mũi trái nhiều hơn, bên mũi phải nhiều hơn. Nhiều khi hơi vào lại dài, nhiều khi hơi vào lại ngắn. Ngắn dài là so với chính hơi vào của nó, chứ không phải hơi vào so với hơi ra. Hơi thứ nhất vào có thể nó ngắn, lát nữa hơi thứ hai vào có thể nó dài. Có thể chạm được cái hơi dài, hơi ngắn, cảm được cái hơi ngắn, hơi dài của từng hơi thở vào và ra. Nhưng mà không chạy theo chiều dài, điểm đầu, điểm giữa, điểm cuối của sự dịch chuyển hơi thở, và cũng không dịch chuyển đối tượng để chú tâm mọi cảm thọ, mọi ấn tượng của tâm, cảm thọ của thân hay hiện tượng, phẩm chất của pháp trong tâm và thân. Mình không hướng tâm thay đổi đề mục, chú tâm hoàn toàn hết lòng trọn vẹn dọn điểm trước cửa một. Hơi sâu, thở dài và chậm, mắt khép nhẹ, chú tâm hoàn toàn vào điểm nhỏ ấy. Cảm được độ ma sát, cảm được độ nóng lạnh, cảm được độ ngắn dài, cảm được độ dịch chuyển của hơi thở vào và ra ngay chỗ cửa mũi đó. Khi tâm càng tế, nimitta dấu hiệu tiến bộ của thiền định sẽ bắt đầu có mặt. Ánh sáng xám như làn khói gọi là sơ tướng parikamma nimitta, dấu hiệu đầu tiên khi định bắt đầu có ánh sáng khói đó sẽ xuất hiện. Con đừng có thay tâm từ điểm trước cửa mũi hướng tới ánh sáng, nếu không nó sẽ mất liền. Vẫn tập trung vào điểm nhỏ trước cửa mũi, ánh sáng ấy sẽ tự nhiên lớn dần. Với người mới bắt đầu, ánh sáng ấy xuất hiện, chợt hiện rồi chợt tắt, có ngắn và có dài ở phía trước mũi, hoặc mắt, hoặc môi. Đừng tò mò thái quá, thấy chỉ mỉm cười trở lại với điểm nhỏ ở trước cửa mũi. Khi định vào sâu hơn, Gaha Nimitta xuất hiện, ánh sáng như màu bông gòn, có màu sáng rực rỡ hơn, chứng tỏ định sâu hơn. Hành giả cũng không để tâm vào ánh sáng ấy, mà vẫn trú tâm vào điểm nhỏ trước cửa mũi mình. Nên ngồi được 1 tiếng, thậm chí đến 2-3 tiếng, mà tâm không lay động, ánh sáng ấy sẽ vào sâu, trở thành một với hơi thở, tạo ra Paṭibhāga Nimitta là tợ tướng. Thứ nhất là sơ tướng, là tướng chuẩn bị nimitta vào thiền. Thứ hai là học tướng, tướng ấy đang làm quen dần để vào định. Thứ ba là tợ tướng hay quang tướng, là ánh sáng ấy bắt đầu như sao mai vào buổi sớm, rực rỡ chói sáng. Lúc này ánh sáng ấy với hơi thở hòa lập một, hành giả vẫn chú tâm vào ánh sáng ấy, cũng như là vào điểm trước mũi, vì lúc này không còn là hai. Sự chú tâm ấy nên được nhiều lần, 1 tiếng, 2 tiếng, thậm chí đến 3. Không phản ứng tâm, không quá tò mò, vẫn giữ như vậy. Nếu muốn thật biết có phải sơ thiền thì hướng tâm vào lồng ngực bên trái, chính là con tim. Quan sát thật kỹ, tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, Vrittika, Richara, Bitti, Sukha, Ekagata sẽ ở nơi con tim ấy mà xuất hiện. Ở đó sẽ cho mình biết đó phải là sơ thiền hay chưa. Nhưng hành giả mới bắt đầu đừng quá quan trọng sơ thiền hay chưa. Kiểm soát hoài điều đó, những yếu tố vào sơ thiền ấy sẽ dần thô và biến mất. Vẫn chú tâm vào đối tượng. Giả dụ vào được sơ thiền cũng phải xuất thiền mà quán Vipassana. Hãy vào ra cho được, nhưng nhường nhịn 5 thiền chi để vào được sơ thiền. Cứ như vậy, muốn vào nhị thiền cũng phải vào sơ thiền, nhường nhịn 5 thiền chi, tập tứ hỷ lạc nhất tâm, rồi phải ra lại cận hành định để quán Vipassana. Vì các tầng định bản chất cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu không có dấu hiệu một nimitta ánh sáng nào, điều đó cũng rất tốt. Chỉ thấy hơi thở vào và hơi thở ra, thấy rất rõ hiện tượng, thấy rất rõ cảm thọ, thấy rất rõ ma sát, thấy rất rõ độ ấm lạnh. Giữ tâm không vọng tưởng, 5 đến 10 phút định tự nhiên có mặt dần. Nhớ giữ hai vai thăng bằng, nhớ giữ lòng thư giãn, miệng nụ cười như hoa. Cứ vậy thở vào ra, mọi kết quả tự nhiên thật. Lẫn lộn nghe lắm, tiếng Chúa